Và cái môn này rất phù hợp cho người nữ và tập khỏe mạnh và diễn ra mềm mại chứ không anh chị chồng. Ok, nghe rõ không? Chú ý lắng nghe thầy này, đi xem. Rất là mềm, không được làm chồng nhau, rất là mềm. Rồi mai qua quyền ha, về bái tổ không thì á, cái bông mai đó là hai cánh tay mình như là cái bông mai này ha, thì mình bái tổ xuống về một đi, mấy con đi đi, hai ba đó. Đây là ai hỏi con mai qua quyền là gì, là cái bông mai này là chung là mềm, ok, và phù hợp là đặc thù của người nữ. Ok, hiểu không? Rồi giờ các con đứng một chân thôi, một chân, đứng một chân, nó gọi là chảo mã, một chân thôi. Cái người mình xem mềm, quay qua, quay lại, một, hai, xây mềm không? Một, hai, rồi, bên này, quay lại bên này, một, hai, con đứng một chân thôi, ok. Tập đứng một chân, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mềm tất cả như nước, flow, ok mềm. Bây giờ lặp lại, chú ý thầy, listen to me, là con phải mềm, mềm như vậy nè, đó, chúng ta thầy sẽ diễn cho con thôi tại sao con phải mềm. Bây giờ đó, trời sinh cho mình người mình phải mềm, thì mình phải dùng cái mềm của mình, chứ không phải dùng cái cứng theo của nam. Con hiểu không? Nó mềm mại như này. Thấp xuống. Nói sao con lên mai bôi thung, con chạy lên mai bôi thung đó. Ok. Là con chạy lên cái tay con đánh đó. Đó là mai bôi thung. Đây, tổ sư của mình là lão mai sư bá. Là người đó là thầy, là người nữ đó. Là lão mai sư bá đó. Đó. Mềm, đổi qua. Mềm, không có dùng sức, thầy đó có kia không còn dùng sức đâu, mềm. Giờ bây giờ nè, hai cái tay để mềm nha, bây giờ cái ba đi mình quay nha, hai tay để mềm, cái bộ xương người vậy đó, ok, bộ xương người, xoay cái người, nó quay được cái tay cũng đi trước, không phải làm cái này trước, cái ba đi trước, xoay cái thân. Cái tay khai lô cái thân rồi, cái body, see body thầy nè, move, after, second, hand, follow. Rồi nha, tới đây, chụm lại, tới đây nắm tay lại, mềm, nắm tay lại, mềm, ok, rồi giờ tập nha, ok, mềm mại, move. Move, flower nó move đó. Move. Cái body bắt chước theo này nè. 1. Ready. Bỏ chân. 2. 3. Body thôi. Cái tay theo thôi. 1. 2. 1. Follow me. Dancing. I need to you dancing. Đúng thiên được kung fu, có ghét kung fu, dancing, mềm, ok, mềm, mình tập cái thân như flower đó, ok, đây là bài đào hoa ngộ vũ, là cái đào, cái phong đào đó, nó trước gió, thấy không, mưa, nó mềm, cái bông nó tả tơi, thấy chưa, trước gió, ren, ok, move, đó đi. Ok, người mình phải dịu thể xác, dịu tâm, hai cái, dịu tâm, phải dịu xác nữa. Cái xác mình nè, phải người dịu, thì cái xác mình tập, cái đầu mình tập, cái xác mình dịu đó, một cây kia đó, thân tâm đó. Cái đầu mình dịu mà cái xác mình không dịu, nó cứng, không, thành thử mình phải trí huệ song hành, ở trong mình dịu, ở ngoài mình cũng dịu mà. Cái lại nha, rồi làm lại, thở, bây giờ thở nha, chuẩn bị thở, thở ra, ready, nhớ mà sừng lên,
banh ngực ra, hết đầy ngực xuống bụng, rồi buông thở, xách ngực lên, xách ba sừng lên, ngã về bên lưng đồ, mở lồng ngực ra, hết đầy ngực xuống bụng, rớt ba sừng xuống. Tại vì mình muốn lẹ đó, mình phải dỡ ba sừng lên đó. Còn mình muốn lẹ, cái ba sừng người mình nặng quá. Thấy chưa? Mình xoay cho mình dỡ cái ba sừng lên. Rồi mình sẽ nhẹ 1, 2, 3 hết. Nhớ nha. Bây giờ ra đi. Dỡ ba sừng lên. Dỡ ba sừng hít lên. Tới đây thở. Dỡ ba sừng hít lên. Tới đây thở. Dỡ ba sừng hít lên. Tới đây thở. Vô muốn. Muốn rồi hít. Bye.
tôi uống 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi mình thở mình nói chuyện được mới là thở. Bây giờ mình thở nè, nói chuyện không được. Là mình phải thở. Khi mình thở nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, lúc nào mình thở mình nó chặt này sao mình vô kịp mai hoa nó vậy đó bà lãng mai sư ba nó vậy đó cũng lẹ lắm bánh đời ông chịu không nổi chạy chạy thua luôn thì đứa nó sao con phải lẹ như vậy hơi thở làm con lẹ như vậy không phải là con nghĩ con làm lẹ đó là trí cái này là tâm cái này thở nó đi thở nó đi thở nó đi thở thở tức là tâm, tức là tâm, tâm tức là thở, tâm tức là thở. Vậy là mình nên tập sang trộn của nó, là mình phải vô tập nó, là mình biết à, the power là thở. Ok, tập lại. Mình phải bắt cái thân mình bữa nay nó phải thở. Ok, cô thấy cái flow không? Sáng ra mình thấy cái thở không? Đó, thở. Rồi bây giờ cô phải thở. Dỡ ba sườn lên, ngã người về 15 độ, thanh ngực ra, hít, đầy ngực, đầy bụng rồi, rồi cái thanh này nè, bữa nay mình dạy cái đầu, dạy cái thân, cái đầu, dạy cái thân, cái đầu, dạy cái thân, thở, ê, mày biết thở lấy rồi, mày thở đằng này, tao đi chơi đằng khác, thở nè, 1, 2, 3, rồi đứng thẳng nha. Cái tay này con muốn đỡ gì phải không? Thở trước. Tập nè. Để ý cái sàn trồ mình trước. Để ý hơi thở mình trước. Ok. Mềm, mềm. Thở. Thở. Mới điều khiển cái tay nha. Cái tay là after. Bring one first. On success now. Mà hơi thở. Rồi. Moving sound. Ok. Và nó rất xuống chạy lắm cái tay. Mềm vậy đó. Ok. Rồi chặt hai cái tay mềm. Mềm. Cái tay mình á như cái phao rồi mềm. Cái bông hoa mềm. Thở ra. Ba xin là kéo lên hít vô. Ba xin là rớt xuống thở. Ba xin là kéo lên hít lên. Ba xin là xuống thở. You train the body. Tôi tập thở với cái tay. Cái body với cái tay hai cái together. Nếu sao con làm như vậy đó. Con mới vô đánh thật lẹ thì như vậy được. Con lo đánh con kia vậy nè. Con nín hơi. Mà con lo thở cái tay nó chết. Nó không có xài được. Thành sao cái này, nếu cái này hai cái là together. Today combination. Ok, ngũ hành. Kim mộc thủy quả thổ. Rồi, thở. Kéo bà xin lên bên này, thở. Chuẩn bị hết. Bên này. Đó là, nói đi. Âm dương. Nói đi. Âm dương. Âm dương. Âm dương. Âm dương nói âm dương đó là mình đang chuyển âm dương một bên hít một bên rớt xuống thở đó âm dương là gì night and day change night day night day và ngày đêm thở là nó sẽ làm cho con liên tục continue non stop bởi vì mình non stop mình mới đánh được. Nếu sao thầy bắt con hai ca la 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 lúc đó mình không còn để ý gì được nữa tâm thức mình lúc đó nó là một rồi. Ok mình không bởi chi phối người đó lắm rồi. Ok hiểu không? Nếu mà con không tập cái key one first master key here today tới khi con học với thầy con không lẹ được. Ok
và con không làm chủ được cái thần của con, con bị ta quấn trụ, con bị lạc, khi con sẽ chết, mai con sẽ bị lót lại. Ở đây thì dạy con thay mở hơi thở nào. Hiểu liền, còn thằng này nó không hiểu, nó không hiểu, cái chết.
ghê quá. Cái thằng này nè, cắt đầu bỏ đi. Cái thằng này nè, nó không có giỏi. Bây giờ mình có mệt thật. Này có nhớ học gì không? Có nhớ học gì không? Có nhớ không? Nhớ để làm gì không? Có nhớ không? Tại sao thằng dạy cái kia đó? Mà vậy nó học giả ép đây thằng. Nghe cái sắc nó nghe. Thầy thấy là cái thân này nó giỏi rồi. Và cái đầu lúc đó nó minh mẫn lắm. Bây giờ phải lấy cái này cũng xem cái thằng này. Giờ hai thằng này nó cái kia giờ nó ba không có ba lần. Ok. Mục đích mình làm sao? Hai thằng này. Xem cho rồi. Ok. Khi mà tu tập được cái thân khỏi. Bây giờ anh đánh cái tay thằng này. Lẹ đi. Mình lại mình truyền chuyện. Có kiểu nha. Mình đưa cái tay này cho anh đánh luôn. Bây giờ mình đố anh đánh chút. Thân nó bị lạc rồi. Nhớ trụng vô. Anh nghĩ là vậy rồi. Hay rồi. Hay rồi. Nè bây giờ anh thấy chết rồi. Đó, anh tưởng vậy này, có được rồi, thành công rồi. Lô, hiểu lầm rồi. Là phải nhớ nè, nói đi, hơi thở, nói đi, là cú cánh. Hơi thở là cú cánh. Có cái này, cái tay này thì già rồi, giờ anh này trẻ học thầy 30 năm rồi. Mà sao thầy đứng lại, nhưng mà thầy nhờ cái gì? Hơi thở. Lúc đó hơi thở của mình theo anh, hiểu không? Đây là cái thanh này, cái thanh này, cái thanh này theo cái gì mà thầy được vậy? Hơi thở. Ok, nó đi đôi với cái đầu, cái sắc đi với đầu rồi. Cái đầu nói, thầy nói chút đi. Nè, thôi, cái đầu xuống nói cho thanh nè. Thở. Về cái chuyện cái tay bị hứa. Hơi thở cũng còn. Chứ không phải con suy nghĩ nó cũng còn. Nói đi, hơi thở là an. Hơi thở là an. Hơi thở là an. Hơi thở là an. Lý an là áp điện cho giỏ. Anh đánh tới là y dạ. Nếu mình sợ là mình nín hơi liền nha. Nè. Cái này nè. Nói đi, hơi thở. Hơi thở. Luyến sinh tử. Luyến sinh tử. Hơi thở luyến sinh tử. Hơi thở luyến sinh tử. Đó, không sạch chết nữa. Nói đi, hơi thở. Hơi thở. Luyến mình sinh tử, mình thấy ghê quá. Bây giờ mình bị sinh tử nè. Tưởng như ở bây giờ mình sợ nè. Thầy là đối xuyên tới một đời làm gì giỏi mà vẫn sợ. Sợ sinh tử. Vì sợ nó quánh mà. Ai cũng vậy, 1 tỷ người, 1 triệu người, miếng như people like that. Nó hết. Bây giờ cái gì cứu mình đây? Quách. Có ai trả lời được? Cái gì cứu mình? Hơi thở. Hơi thở. Yeah. Ok, bây giờ có thầy biểu diễn. Chạy lại cho anh đánh luôn. Cái này trình diễn cho anh đánh chết luôn. Cho anh chết, đánh chết được luôn. Mình coi cái gì mình bị khác lầm. Ha. Ha. Mình làm lẽ rồi, sao mình bị chết hoài vậy? À. Bây giờ thôi, đem cái chết mình đến đó đi. Đi. Về bị ngứa tay. Hiểu chưa? Hiểu may qua chưa? Hiểu may qua chưa? Nói đi, thở. Thở. Là diệu tâm. Là diệu tâm. Chứ không phải mình nghĩ được diệu tâm đâu. Ok. Thầy cũng nghĩ được diệu tâm nè. Đó đi. Nhưng mà sao nó không được vậy? Diệu tâm ở đâu ra? Làm sao mà bình tĩnh được? Được các an diệu tâm đó. À, bây giờ mình phải đi kinh nghiệm. Ok, Master Key.
Thôi nghe, hỏi nè. Thấy không, thật sự là chị hát đó. Dở với anh rồi đó. Thì biết cái hơi thở thì dở với đi thủ rồi đó. Chưa có gì hát gì hết. Ok, chưa có gì hát bên chốt này. Giờ có bên chốt của anh mạnh đi. Coi nha. Hey. Bao nhiêu lực của địch thủ cho đi sạch sông đó. Nén người thầy thật anh đi. Ok. Không biết hơi thở như thế nào chưa? Rất quan trọng hơi thở như thế nào. Nói đi, hơi thở. Hơi thở là hóa thân. Là hóa thân. Đó rồi đó. Nó quá thân mình, nó làm cho người mình không phải là mình nữa. Nó đi làm người mình được siêu việt. Ok, ok. Rồi á, nó gọi là ma vân thủ, bàn tay ma đó. Xin ok, giờ có hiểu chưa? Nói sao? Không sợ địch thủ là gì? Con chịu mềm và hơi thở. Nói đi. Mềm. Mềm. Thở. Thở. Nào, bữa nay học lớp sư mềm và thở thôi. Ok, đứng dậy. Thấy không? Giỏ này cứng, đi hút rác thôi. Giỏ lắm, đi vừa đùng rồi hút rác thôi. Thế không được từng vua đâu. Ok. Ba. Lặp lại nha. Thôi dở bà sườn lên mềm. Ok. Rồi con nhớ trước khi điều khiển tay chân mình cung sang chết từ đây xuống đây. Dở ngực lên. Hít. Thở. Rớt bà sườn xuống thở. Tập ba đi bữa nay mình thở. Cái tay mình rớt xuống là cái ba sừng mình rớt xuống. Cái tay mình lên là cái ba sừng mình lên. Cái tay mình lôi nó xuống, ba sừng mình kéo xuống. Cái tay này đưa lên, đưa ba sừng lên. Giống qua rồi đó, nó đưa cái ship lên đó. Nó đẩy cái tàu lên rồi. Để coi thấy không? Anh chưa đánh thầy á. Đánh như nước. Ok. Đó. Mình bay qua đó. Cái bông hoa nó mềm như nước vậy đó. Các bác cũng phải mềm được. Nó có được cứng đâu mà phải tập cứng ha. Mềm. Chậm. Thở. Mềm. Chậm. Thở. Mềm. Chậm. Thở. Mềm. Rồi, con làm đi đi. Hít mềm, thở. Rồi, hít mềm, thở. Còn một cái nữa. Đứng một chân, tức là chảo mã. Để sao con đứng trên tay ra chung á. Là một chân bây giờ cho con đứng dậy. Để sao chỉ có cái cây thôi. Ok, đứng dậy. Nè. Ok. What are you doing here? Một. Hai. Một, hai, tới, nắm lại chặt nha, từ đây mềm hết. Mít còn chưa đi, con đưa cho nó đi trước đi, cho nó để nó... Ok. Chứ mít chi là gì? Tiếp này, xoay đi đi, cho nó tính nhé. Một. 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 Mua một hít. Rồi, ok, anh khải đến đây. Khải đến đó. Con đi làm xa, thủ ở đó đi. Người ta không thấy cái hít con đi. Rồi xuống. Thành giảm cái hít, mới hơi thở. Ok, đi bộ đi. Ha. Ta đâu thấy con đánh đâu. Mở được ra. Ồ, nó quá trời lắm.
giờ anh tắt con. Anh thấy con một. Dù cái hít con quan cho thầy. Thấy không? Lẹ lắm. Giờ thật hình như cái bụng kia. Chúng các bạn ăn sợ. Mình là hai cái hít con. Thấy không? Ta thấy mình đi bộ. Thấy không? Con để ý mình. Mình phải lấy cái lợi hại cho mình. Đèn lại. Ta có thấy mình cứ làm cái đi 24 hours. Thấy tắt mình. Đánh rồi, thấy chưa? Đúng không? Nó lẹ ghê lắm. Người ta thấy mình đi bộ vậy nè. Tôi có biết đâu. Sư phụ thầy dạy vậy đó. Hiểu không? Thấy không? Ta không thấy mình. Khi anh vừa tới cũng ác tắt con. Quay mềm rồi. Thấy không? Trên hơi thở mà hít. Đưa đi. Nhanh lên. Thở. Lắc cái hip, move the hip, move the shoulder, thấy cái shoulder nó không được cứng, mềm. Ok, nào, tôi đánh vô đây thôi. Đánh chúng tôi, lắc cái người ra đánh. Đánh chúng tôi được cứng, ok. Ok, fast and slow. Rồi, đánh trái ra đây. Cứng vậy coi, con nhớ tên này là cứng nhau. Anh Khải, anh cứng thủ rồi đây. Anh đi qua đi nhìn nè. Anh Khải thấy cái cô này mới 13, 14 tuổi thôi. Ok, anh không nghĩ cái cô này sẽ quánh đau. Thì mới sổ cổ không mạnh bằng con trai. Nhưng mà cố nhờ được vậy. Hít mới thở. Con quăng cái tay tới. Đây là cứng nha, đây là cứng. Rồi đi, lắc mạnh trước đã. Khi thầy hô, quánh rồi quánh nha. Yes. À! Nghe không? Nghe không? Cứ cố đi bộ gần anh này nè. Anh này định đánh nè, giơ tay định đánh. Cô phải lấy cái này đánh người ta, hiểu chưa? Thầy đó kêu con gồng đó, con gồng cũng chát ra, ăn nó. Con đánh nó bụi bụi, ê, đánh cho nữa đi. Nó không sợ con đâu. Vì con, nó biết con không có muscle. Con phải con trai, con lúc ok. Bữa nay con biết today opening the class mai hoa là gì, là học cho người người gì, người ta là người nữ và người nữ, ok, đó là lợi hại của con, ok, ok, dựa vào mình thắng người ta, what, đứng dậy, yeah, mai tổ, rồi.